Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Dịch giả: Tỳ Kheo Ni Trí Hải, từ Như Hải. Lời giới thiệu: Tôi nhận được quyển kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm của Ni Sư Như Hải, chùa Từ Nghiêm, gửi đến nhờ tôi giới thiệu. Tôi nhận thấy đây là tác phẩm dịch thuật công phu, có thể giúp cho tăng ni Phật tử, nhất là những người không đọc được Hán văn, hiểu rõ hơn về con người của Đức Phật đã tu tạo phước đức, trí tuệ qua vô số kiếp hành Bồ Tát Đạo, kết thành Pháp thân và Báo thân viên mãn. Đó chính là con người thật của Đức Phật. Từ cội gốc con người siêu tuyệt như vậy, Ngài phát đại bi tâm, hiện lại ta bà để cứu độ chúng sanh. Tư cách Pháp thân và Báo thân viên mãn của Ngài tác động sanh thân Thích Ca Mâu Ni, giáo hóa toàn Mỹ toàn Bích. Ngài mới trở thành bất tử hơn 25 thế kỷ. Tôi xin tán thán công đức của Ni Sư đã nhiệt tình nghiên cứu, dịch thuật, đóng góp thêm cho kho tàng pháp bảo phong phú, lợi lạc cho những ai cần học hỏi, tu hành. Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.